Xin chào các bạn. Các bạn thấy mình mặc áo dài đẹp không? Đây là lần đầu tiên mình mặc áo dài nam. Mình đang đang bên Virginia High School bên đây và đi dự hội chợ Tết. Rất là vui các bạn, nhiều ca sĩ. Chương trình thì 11 giờ sáng cho đến 11 giờ tối. Và rất là nhiều quầy trưng bày đồ Tết, lưu niệm, bán trái cây, bánh mứt và đồ ăn. Rất là vui. Mời các bạn đi chung mình nha. Hội chợ Xuân Việt Yêu Thương do Chùa Xá Lợi tổ chức. Mỗi năm họ thường hay tổ chức để gây quỹ. Tuy rằng hội trường hơi nhỏ nhưng ở đây bán đầy đủ những mặt hàng đồ Tết mình cần trong những ngày Tết nha bạn. Mình mua áo dài ở đây đó, giá thì cũng không đến nỗi nào. Nhất là những đồ ăn ở đây họ bán để gây quỹ cho chùa. Dạ xin lỗi xin lỗi. Ở đây hả? Cái này giờ chị muốn ăn những cái cô quay hình luôn kìa. Cô quay hình luôn kìa. Thì ơi nha. Là có con người ta là mình với ta hay có dùng. Ở đây họ bán rất nhiều đồ ăn vặt nha các bạn. Mình đã thử cháo lòng và bánh mì, ăn cũng ngon lắm. Vui thôi, miễn là mình ủng hộ cho bước chùa có quỹ được rồi. Thank you.
rất cảm ơn và cái gì mà quân đất nước. Chế lên đi các bạn, mình đang ở hỗ trợ mình vào trên nhà. Chào các bạn. Rất cảm ơn quý vị và chính sẽ trở lại sân khấu. Tầm kêu chú từ lú lẫn. Nhưng mà khoan cho em hỏi là anh Thanh thì gọi đây bằng anh. Đúng rồi. À là tại chú lớn tuổi hơn anh Thanh. Em muốn gọi anh sao cũng được. Đừng có gọi bằng Thành thôi. Không phải, ta nói thiệt ra như vậy. Nhưng một cái nữa đừng có gọi bằng bác. Dạ. Cái bác là chết ngay. Ôi vậy hả chú? Cái tên hay lên bác là chết liền. Là chết. À, sao? Chết. Sao ba con ai cũng gọi bằng anh đó mà cũng chết vậy chú? Ba mày sướng thiệt rồi nha. Trời đất ơi, thật sự cho quý vị, con bé này với Tế Linh coi như là nhiều đứa con của tôi. Tại vì tôi với ông già nó rất thân. Còn tay mình cho lên thêm chút xíu để cho nó vui nhạc. Nhạc nha. Thưa quý vị, đây là dòng nhạc Kinh Pháp Cú do nhạc sĩ, bác sĩ Đặng Đã Quân Y. Cô cho nhiều cô tâm đức sáng tác và do ca sĩ nổi tiếng Chế Linh hát. Mời quý vị thỉnh để nghe được những dòng kinh của Đức Phật dạy. Cảm ơn thầy, xin được cảm ơn anh. Đến nhà. Chính vì vậy, Ngọc Huyền xin gửi đến lời chúc cho tất cả những tấm lòng vàng của quý vị đã đến với chương trình Trinity Chùa Xá Lợi của chúng tôi ngày hôm nay. Lời chúc sức khỏe, lời chúc hạnh phúc và lời chúc làm ăn đại đại phát tài trong năm Giáp Thìn. Một nhạc phẩm quen thuộc để không mất thời gian của quý vị, Ngọc Huyền xin gửi đến nhạc phẩm mang tên Những Xuân Đầy Vẫn Anh. Vâng, nếu mùa xuân không có quý vị đến với trang tin xứ lợi, không có quý vị quay quần tại hội chợ xuân giáng sinh ngày hôm nay thì mùa xuân không còn ý nghĩa nữa. Vâng, mời quý vị cùng lắng nghe và mời chúng ta dành tặng cho ban nhạc rất là xuất sắc từ đầu chương trình đến giờ một phần hôm nay và tiếng la hò hét lên nào quý vị ơi.